Chào mọi người, hôm nay em vừa lấy được tai Orbit của anh Phú gửi về bên kia. Điều kiện em thích nó là cái vỏ. Hôm nay em sẽ giới thiệu về cái Orbit. Orbit có cái bao da giống như là Monster. Em nghĩ là Monster Orbit lấy thiết kế bao da từ Monster, những cái đường viền ấy, đỏ giống nhau. Logo. Nhưng mà vỏ bao da của Monster thì thiết kế tốt hơn. Có chữ iSport ẩn phía sau. Còn Beats có mỗi biểu tượng đỏ không, không gì. Trên này Monster có dòng chữ dành cho headphone, dành cho vận động viên. Thì giúp túi của cái Monster được chống đỡ đơn độc hơn. Đây là hàng hot của năm nay, Beat. Em xin bóc một. Beat ạ. Ở Beat này là màu trắng. Màu trắng dây đỏ. Về thiết kế của Beat thì dây phát rát dẹt, chống rối. Dùng dây dẹt giống như là sâu, dây dẹt, vỏ trắng. Beat thiết kế hình kiểu hình như viên đạn. Logo Beat. Có dòng chữ Beat trên đầu. Trái phải. Trái phải, left right, ký hiệu ở đây. Beat cũng có một cái điều chỉnh âm lượng, nhưng mà cái điều chỉnh âm lượng này em đánh giá không cao lắm, tại vì điều chỉnh âm lượng này nó mình bấm nó dễ bị nó nhạy quá, khi nghe nó dễ bị va đập, dễ bị thay đổi âm lượng. Có một cái nút thắt đây, logo Beat. Vì điện thoại em chết rồi nên là em dùng iPod để em test thử tai.